Sáng nay, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường mầm non phổ thông gắn với kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và thành viên Hội đồng phản biện xã hội tỉnh. Theo dự thảo, mục tiêu của đề án là đến năm 2025, đối với giáo dục mầm non sẽ đầu tư mở rộng diện tích cho các trường còn thiếu, phát triển cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tập trung các điểm trường nhỏ lẻ vào điểm trường chính, chuyển đổi 100% trường mẫu giáo sang trường mầm non để huy động trẻ đến trường. Đối với giáo dục tiểu học, trong quy mô mạng lưới trường lớp sẽ rà soát sắp xếp giảm 5 trường có quy mô nhỏ, có 111 trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và 132 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Riêng đối với giáo dục trung học, dự thảo đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025 không còn trường trung học cơ sở quy mô dưới 10 lớp, có 70% trường trung học cơ sở và 50% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Dự thảo cũng đề ra đến năm 2030 quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp gắn với kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo phù hợp với quy mô phát triển dân số và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên Hội đồng phản biện tỉnh thống nhất cao sự cần thiết ban hành đề án, đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo cần điều chỉnh nâng các chỉ tiêu quy động trẻ đến trường, quy mô sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở. Bên cạnh đó cần có đánh giá sơ bộ, dự báo hiệu quả và các tác động xã hội sẽ mang lại của đề án và có ước lượng tổng số kinh phí, nhu cầu đất đai, biên chế nhân sự để thực hiện quy hoạch này, nhằm có cơ sở tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, làm căn cứ cho việc xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện đầu tư trung hạn và ngắn hạn, cũng như quy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia.